Thưa quý vị, thực hiện năm an toàn giao thông, trong đó tháng 9 là tháng cao điểm của năm an toàn giao thông. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn, Ban an toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu còn kết hợp với Ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài Truyền thanh huyện Hòa Bình. Theo chân đoàn cán bộ Ban an toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và chính quyền xã Vĩnh Hậu, chúng tôi đến thăm gia đình bà Lý Sương ở ấp Vĩnh Mẫu. Nhà có 7 người, trong đó đứa con trai ở chung là Quỳnh Danh, sinh năm 1986, chẳng may bị tai nạn giao thông cách đây gần 1 năm phải nuôi não. Danh bị liệt nửa người, không còn khả năng lao động. Chồng bà Sương bị tai biến cũng không làm được gì, một mình bà phải bươn chải với công việc hàng ngày làm mò cua bắt ốc ở gian rừng phòng hộ. Con tuy thằng đó nó mà lao động chính nó bây giờ không có ai làm hết trơn, chị ổng tay biếng nữa rồi không có ai làm, có mình ơn tôi làm nuôi bây giờ người ta cho quà, bây giờ bữa nay tôi cảm ơn nhà nước cho quà cho tiền gì đó, tôi cảm ơn mấy chú. Qua thống kê sơ bộ của Ban an toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh hiện có 84 gia đình có người thân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong đó huyện Hòa Bình có 10 hộ. Hàng năm, ban vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tiền, quà để tổ chức từ 1 đến 2 đợt thăm hỏi các gia đình. Các phần quà như gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt cùng lời chia sẻ nỗi đau mất mát do tai nạn giao thông đã phần nào động viên tinh thần các gia đình với mong muốn họ cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Vào cái tháng 9 là cái tháng cao điểm của an toàn giao thông thì Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng với các nhà hảo tâm tổ chức đoàn đi thăm hỏi các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông để thăm hỏi và tặng quà giúp họ để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Thì qua đây thì Ban an toàn giao thông tỉnh cũng là mong muốn là mọi người dân phải là nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông, có ý thức hơn về giao thông để làm sao tránh đi những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra như những gia đình mà tai nạn vừa qua. Tai nạn giao thông không chừa một ai. Nếu người tham gia giao thông lơ là chủ quan, rất có thể sẽ gây nên những vụ tai nạn với hậu quả đau lòng. Vì vậy, mọi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông để bảo vệ cho mình, người thân và cho cả cộng đồng.